Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay An ninh Thế giới đó, hay còn gọi là Công an Nhân dân á, đăng bài như thế này á, thì cái ông Hoàng Cà Chớn á, không biết sao biện minh đây các bạn. Ông Hoàng Cà Chớn là ai thì các bạn cứ lên mạng tìm đi. Nhân vật này á, thì được cộng đồng mạng á, là gọi là ông Hoàng Thị Phi, rồi ông Hoàng Tùm Lum. Bản thân anh ấy thì tự nhận mình là The King, vì sao ánh hào quang hay là hào quang rực rỡ gì đó, cái đó mình chả quan tâm. Thì anh này thì cũng nổi đình nổi đám trong vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu mà trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng mà anh này đừng có những cái lời lẽ mà như thế đó, thì cộng đồng mạng chắc không đến nổi mà để ý ra này nhiều đâu. Thì xin thưa các bạn, báo Công an Nhân ghi như thế này là mệt rồi nè. Một cái tiêu đề trực tiếp mà nghe xong là muốn rụng rúng luôn. Khi vùng cấm bị cấm. Bạn biết cái từ vùng cấm này là do anh ấy tự ngạo mạn và tuyên bố mình là vùng cấm. Tôi hỏi thiệt các bạn, trên đời này có vùng cấm không? Không có ai là vùng cấm cả. Cho nên cái sự việc mà anh chàng này bị cấm biểu diễn cũng như là ra mắt các sản phẩm trên mọi nền tảng trong thời hạn là 9 tháng á, thì thật sự là một động thái làm cảnh tỉnh đối với giới showbiz. Việc hiện nay vốn đang rất nhiều những cái trò nhố nhăng. Đây là Công an Nhân dân viết nha, chứ không phải là mình tự bịa nha các bạn nha. Mà nó điểu chỗ này nè các bạn, mỉa mai và vui ở chỗ này nè. Công nhận tôi thích cái bài báo Công an Nhân dân này, dễ sợ luôn các bạn, dễ mang luôn, thích dễ sợ luôn á. Công an Nhân dân viết vậy nghe mắc cười lắm các bạn, nó vừa hài mà vừa tếu mà lại vừa đúng chất luôn á. Là họ viết á, là ở cái thời đại trí tuệ nhân tạo hay gọi là AI đó, thì thử dùng trí tuệ nhân tạo đánh giá xem. Bởi vì trí tuệ nhân tạo là một thứ mà nó không mang cảm tính, nó không thiên kiến như là con người. Để đánh giá về cái lệnh cấm đối với cái vùng cấm này, xem quan điểm khách quan của ChatGPT họ nói thế nào nha. Thì sau khi hỏi á, nhận xét về cái lệnh cấm biểu diễn 9 tháng đối với vùng cấm đờ và hờ, thì ChatGPT đã cho kết quả như sau các bạn. Đây là kết quả ChatGPT nha. Nhìn chung mức phạt 27,5 triệu đồng và cấm biểu diễn 9 tháng có thể được xem là nặng đối với một nghệ sĩ. Tuy nhiên, trong bối cảnh vi phạm liên quan đến vấn đề nhạy cảm và có khả năng gây tác động lớn đến cộng đồng, thì án phạt này có thể được hiểu như một biện pháp răn đe để duy trì thuần phong mỹ tục và trật tự xã hội. Bạn có biết là anh chàng này coi như là mở hàng đó các bạn. Tại vì từ xưa đến nay á, từ cái thời làng sống xanh tới bây giờ đó, thì chưa có ai á mà bị cấm diễn như vậy. Bạn biết á, cái số tiền mà 27,5 triệu đồng này á, thật sự nó chẳng có thấm tháp vào đâu, giống như muối bỏ biển vậy đó, so với cái khối tài sản khổng lồ mà cái anh chàng này anh đã góp nhặt được sau 25 năm ngồi ở trên vị trí số 1 của làng giải trí. Nhưng mà cái việc mà anh này là người đầu tiên kể từ cái thời làng sống xanh cho tới bây nay đó bị cấm diễn, cấm ra sản phẩm 9 tháng thì thật sự nó không phải là chuyện nhỏ đâu. 9 tháng á, rời sân khấu không được ra sản phẩm mới thật sự không phải là một điều gì khó khăn đối với một ca sĩ. Nhưng mà điều đáng nói vậy nè các bạn, anh này bước sang tuổi 50, cũng có tuổi như cỡ tôi đó, thì bạn biết đây là tuổi sồn sồn, tuổi qua thu vào đông. Cái tuổi này là đáng lẽ là phải truy thiên mệnh, là phải chín chắn, là phải đàng hoàng, là phải nghiêm chỉnh, nghiêm túc. Nhưng mà anh này bị cấm lại là một cái hành động vì thiếu chín chắn. Người ta nói là đóng băng sự nghiệp bởi vì mấy cái huân chương nhố nhăng, huy hiệu nhố nhăng, có thể được xem là một sự kém tinh tế cũng như là cái chất ngạo mạn xem mình là số 1, là một thảm họa đối với hình ảnh của anh này khi sự nghiệp đã về chiều rồi quý vị. Có thể nói là Việt Nam á, của mình phải nói rất rất là dễ dãi, và họ
không có phong sát nghệ sĩ giống như là ở Trung Quốc hay Hàn Quốc. Nhưng mà cộng đồng mạng thì họ liên tục nhắc tới hai từ phong sát. Nhưng mà Việt Nam mình thì có cái gọi là cảnh báo về cái chấn chỉnh tác phong hành vi đạo đức của một người nghệ sĩ. Thì bằng cái văn bản cụ thể nhà nước ra đó, thì anh này đáng lẽ là nếu mà hiểu được và biết được đó, thì không nên dính vào. Cho nên dường như là cái chương trình mà Ngày Em Thắp Sao Trời đó cho thấy là dường như là giới giải trí cũng như nghệ sĩ chưa coi trọng những cảnh báo được đưa ra của bên cơ quan chức năng. Cho nên anh này đã phải nhận một cái trường hợp xử lý điển hình và thật sự nên coi lại. Nếu mà nói mà nghệ sĩ mà trước giờ bị xử lý á, thì không phải anh này lần đầu tiên đâu. Bạn nhớ vào thập niên 90 không? Có một nghệ sĩ cũng được xem là ông Hoàng đó, đã từng dính vào lao lý và xem như một cú dấp rất lớn khi còn quá trẻ. Và sau 30 năm, người này đã cố gắng thể hiện bằng mọi giá. Và bây giờ anh ta vẫn được cộng đồng mạng đón nhận và cũng như là khán giả đón nhận, vẫn xem là giọng ca vàng của nhạc nhẹ Việt Nam đối với biết là ai. Thì trong giới gọi là anh ba, nhưng mà chúng ta biết đó là một ca sĩ gọi là Ngọc Sơn. Nhưng mà anh này á, anh Ngọc Sơn này chưa bao giờ có những phát ngôn ngạo mạn và chưa bao giờ tự xem mình là đệ nhất và bất khả xâm phạm. Khi xuất hiện với công chúng, anh này dùng cái từ mình nghe rất là buồn cười là tấm thân bé nhỏ không à các bạn. Chứ khác với ai kia là tôi là vùng đất cấm, tôi là ông Hoàng, tôi là The King. Đấy. Thì rất tiếc á, nhiều người thấy rằng là những người đi sau Ngọc Sơn thì không học được bài học ấy từ đàn anh đi trước của mình, và vẫn xem nhẹ bài học mà Ngọc Sơn đã trải qua. Và anh chàng mới vừa bị phạt 9 tháng cấm diễn là một điển hình. Có thể nói về chất giọng thì mỗi người mỗi khác, nếu mà so sánh thì quá khập khiễng. Nhưng về nội lực hát, chưa bao giờ anh chàng đờ vờ hờ này được giới chuyên môn nha các bạn xếp vào ở cùng đai đẳng cấp với Ngọc Sơn cả. Nhưng cái tính ngạo mạn thì anh chàng này hơn hẳn, và chính sự ngạo mạn ấy đã khiến cho anh này vấp ngã lần này. Thôi thì xin thưa các bạn, có thể nói rằng á, anh này á, là cả cuộc đời có lẽ là nhận quá nhiều lời khen, cũng có rất nhiều những lời phê bình khi anh này có những hành động thái quá. Nhưng mà ông bà nói một câu không có sai đâu: giang sơn dễ đổi, bản tính khó chừa. Con người thì ai cũng thích nghe những lời khen, đến chết vẫn thích nghe lời khen mà. Cho nên anh này đã bỏ ngoài tai mọi sự góp ý của khán giả công chúng, và anh này chính vì vậy cho nên là đã để cho mình một cái tì vết. Thay vì ở cái tuổi này, tuổi xế chiều, thì phải hoàn thiện bản thân để sự nghiệp không có một cái sự tì vết. Nhưng mà cái án phạt 9 tháng này xem như là một cái tì vết rất rõ, đặc biệt là mình là người đầu tiên bị xử lý làm gương mới ghê các bạn. Thì đó là sự việc ngày hôm nay. Báo Quan Dân đăng như thế này thì mệt rồi các bạn ạ. Sắp tới này xin thưa các bạn á, ngoài nhân vật anh Dùng Đất Cấm này còn một nhân vật nữa có thể sẽ là nhân vật tiếp theo đố bạn biết là ai. Đó là trường hợp của một cặp vợ chồng đi qua bên Mỹ, không biết quay phim kiểu gì đó, rồi dính tới hình ảnh lá cờ của một chế độ đã không còn nữa. Thì khi được cơ quan chức năng mời lên làm việc thì họ chỉ cứ im lặng, và người ta cho rằng cái sự im lặng này chưa chắc là khôn ngoan. Nhất là phía cơ quan quản lý văn hóa và thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã mời lên làm việc. Nếu như họ tự kiểm điểm một cách rốt ráo và nhận lỗi công khai, cũng như là chủ động gặp gỡ cơ quan chức năng, cơ quan quản lý theo lời mời, thì khả năng cặp vợ chồng này là đối tượng của án phạt tiếp theo không phải là nhỏ đâu. Chúng ta chờ xem nha các bạn nha.
Vậy thì vấn đề đặt ra ở chỗ nhiều người nói rằng ô cái án phạt này thì anh này chỉ phạt trong nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam thôi, chứ bây giờ ở nước ngoài thì anh ta vẫn có thể biểu diễn được, mà nhất là ở Mỹ. Vậy thì xin thưa các bạn, liệu điều đó có được không? Nếu anh này ảnh không khôn ngoan á, thì ảnh sẽ không hủy hết tất cả các cái show diễn ở nước ngoài mà đã ký. Bởi vì anh ta thừa biết rằng nếu như anh ta mà làm như vậy á, nghĩa là không diễn trong nước ra ngoài biểu diễn á, thì anh ta sẽ bị soi rất kỹ. Và nếu không thực hiện các nghĩa vụ thuế một cách đầy đủ thì anh này vẫn có thể sẽ dễ bị các quốc gia khác cấm nhập cảnh, như một vài nghệ sĩ Việt Nam đã từng bị cách đây nhiều năm vì với những cáo buộc đi biểu diễn lậu. Vì vậy anh này khôn lắm nhưng anh giỡn đâu, anh đã kịp thời thông báo hủy hủy gói và xin lỗi khán giả các chương trình mà anh ta đã ký ở nước ngoài. Thì thôi, thì ngoài anh chàng này ra có một nhân vật nữa, một cô gái cũng lặng lẽ xóa bản ghi ca khúc được cho là lời lẽ gợi dục. Không biết là cô này quyết định như vậy là do tác động của cái trường hợp của anh chàng này hay là do làn sóng dư luận. Tuy nhiên, qua sự việc đó cho thấy là nghệ sĩ bắt đầu là hiểu chuyện rồi đó, và bắt đầu tự thấy là nghiêm khắc bản thân và thấy rằng pháp luật cũng rất là nghiêm khắc. Cho nên họ phải có hành động nào đó để mà khôn ngoan hơn, chứ chứ như trước đây thì ngông cuồng vậy là không ổn. Và cái điều nói rằng đụng tới nghệ sĩ là đụng tới ổ kiến lửa hay là vùng đất cấm thì phải coi lại nha các bạn, trong thời buổi hiện nay là không còn đúng nữa. Rồi thôi, xin chào và hẹn lại quý vị trong những chia sẻ tiếp theo. Đừng hỏi tôi anh chàng vùng đất cấm này là ai, các bạn tự tìm hiểu bạn sẽ hiểu, chứ nói ra mất hay. Cảm ơn các bạn nha.